Tam tai là gì? Tai họa do đâu? Chúng sinh ta e sợ ba hạng tai ương này. Mỗi khi đến hạng tam tai thì cúng bái giải hạn, khẩn cầu thần linh. Vì sao chúng ta không đoạn trừ ba tai ương này từ khi chúng chưa khởi? Đoạn trừ giận dữ, tham lam, lời nói bất thiện sẽ không có hạt giống của tai họa. Không phải lo nghĩ về hạng, năm hạng hay năm hung. Tam tai chúng ta thường nghe theo 12 tiêu sinh là thuyết của dân gian. Tự chư vị tĩnh lặng thiền định quán xét, hạng tam tai không đáng sợ bằng ngũ ấm ma trong tâm thức. Trong nhà Phật, tam tai là tai kiếp ở cõi ta bà này, có đại và có tiểu. Tiểu tam tai là do đao binh tai dùng hung khí chiến tranh. Tật dịch tai là bệnh truyền nhiễm. Cơ cẩn tai là hạn hán sinh ra thiếu lương thực. Đại tam tai là phong tai, thủy tai, hỏa tai, là ba tai ương khiếp sợ. Chúng đến từ đâu? Một người giận dữ, trái đất sẽ nóng lên, là hiện tượng hỏa tai. Một người tham lam, đại diện cho hạt giống tai ương nước cuốn trôi. Một người dùng ngôn từ bất thiện là hạt giống cho tai ương của gió. Mỗi năm đều xảy ra những tai ương từ thiên nhiên, từ chính con người tạo nên. Vậy, con người đến với thế gian này vì điều gì? Hưởng phước hay trả nợ? Có người học hỏi, có người gây nghiệp tội và có người trả nợ. Ngày ăn được ba bữa thì vui mừng, hôm ăn một bữa lại phiền não. Chỉ vì bữa ăn, chỉ vì tổn hại người khác mà sanh tâm hoan hỷ, quả thật là trả nợ khi đến với thế gian này. Một phần vui mà tận chín phần khổ đau. Họa phúc đời này từ đâu mà có? Tam tai nhận lấy là do đâu? Chớp mắt một cái đã hết đời người. Dù có lưu luyến thân này đến mấy, thần thức kia cũng đến huỳnh tuyền để tiếp tục một cuộc hành trình. Nào ai biết được ngay hồn lìa khỏi xác. Dân gian gọi đó là ma, nhà Phật gọi đó là thần thức, phương Tây gọi là linh hồn. Chính cái linh hồn ấy, nếu nó linh sẽ không đầu thai vào gia đình kém êm ấm. Chính vì nó không linh, nó phải đầu thai theo nghiệp quả. Thế là vào kiếp nhân sinh tiếp theo khi đến với thế gian này để trả những món nợ cũ của tham sân si. Nơi ta gọi là nhà thực ra là một quán trọ. Nhục thể ta gọi là thân, của ta cũng chỉ là một quán trọ của thần thức. Ngày ngày trang điểm cho cái thân, cho cái nhà cũng chỉ là trang điểm cho quán trọ trong kiếp được thân người này. Chư vị hãy tưởng tượng trong một chuyến du lịch, dù có lưu luyến nơi ấy đến mấy, cũng phải rời đi để tiếp tục một cuộc hành trình. Phải chăng chúng sinh ta chính là hạt giống tạo ra tai ương trong mỗi kiếp nhân sinh này? Mỗi một người điều phục được cơn giận, trái đất sẽ giảm nóng. Mỗi người giảm được lòng tham, trái đất sẽ giảm lũ lụt. Mỗi người không cùng ngôn, mưa thuận gió hòa. Chúng ta luôn chạy theo những gì gọi là rực rỡ, những gì mạng xã hội xem là hào nhoáng. Nhưng kỳ thực, bình thường thanh tịnh mới chính là cảnh giới của tự tại. Làm sao để chúng sinh đang bị mê hoặc giữa muôn vàn mê đắm tham dục, để tìm được sự khai ngộ, xoay chuyển tư duy của ta và con cháu chúng ta? Thiền Tông cho rằng vị nhạt là vị trường cũ. Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng dùng nước lọc. Vật gì càng bình lặng, càng nhạt nhẽo chính là thứ trường tồn. Dục là muốn, thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ là an vui,
là hạt giống quang minh. Đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô tri, thân tâm tự tại. Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục mà ra. Nếu ít muốn vô vi, thân tâm được tự tại. Tiếc thay, xã hội ngày nay là đa dục, càng ăn mặn càng khát nước. Ví như những cảm xúc mãnh liệt khi đã qua đi thì cái còn lại chỉ là một khoảng trống hư vô. Lý Tiểu Long từng nói, nước là vật mạnh nhất, là vật bất khả bại, vì nước là vật không thể phá vỡ hay chém đứt. Người dù có mạnh bạo nhất thế gian cũng chính là người dễ bị đánh bại nhất. Cứng như đá nhưng chỉ một cái gõ là đã vỡ vụn. Những vật mềm dẻo lại chẳng hề tổn hại trước những va chạm. Ví như khi ta già, lưỡi thì còn mà răng lại rụng. Ít muốn biết đủ là hạt giống đoạn trừ tham lam, không còn nóng giận, điều phục được lời nói. Một người tu tập một thời gian nhất định, tuy chưa giảm được họa tam tai của thế giới, vẫn có năng lực tiêu trừ tam tai, tiêu trừ tai ương trong chính ngôi nhà mình sinh sống.